Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên 1.500m hoạt động mạnh, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh có mưa rào, có nơi mưa to và dông, nền nhiệt độ giảm và độ ẩm các nơi tăng. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 27 cho đến 28 độ, còn độ ẩm dao động từ 78 đến 83%. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên 1.500m còn duy trì, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nên nhiệt độ và độ ẩm ngày mai ít có sự thay đổi. Còn bây giờ thì bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết 3 vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nền nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 31 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 30 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.